và chúng ta cũng đặt sẵn vỏ xoài. Thì bạn lên ra mặt bàn nhé. Để thay đổi không khí của tiết cô Phật thì hôm nay cô mời các bạn tham gia vào một cuộc thi. Đó là cuộc thi Hành trình tri thức tiếng Việt. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Phần thi này của chúng ta nó sẽ trải qua 4 giai đoạn. Thứ nhất, vòng 1 là khởi động. Vòng thứ 2 là vượt chướng ngại vật. Vòng 3 tăng tốc. Và vòng 4 về đích. Sau đây là thể lệ cuộc thi. Thì với cuộc thi này, cô sẽ chia lớp chúng ta ra làm 2 đội. Và cô quy định luôn đội ngồi ở bên ngoài gần cửa ra vào, các em sẽ là đội thứ nhất. Và đội ở bên trong, các em sẽ là đội số 2. Bây giờ các đội sẽ cử cho cô một bạn đội trưởng. Đội thứ nhất, em đội trưởng của các em là bạn em tên là rồi cô cảm ơn Linh. Đội thứ hai, rồi cảm ơn Trang. Như vậy là chúng ta đã có hai bạn đội trưởng. Và phần thi của chúng ta, các đội chơi sẽ tham gia vào 4 vòng như vừa nãy cô giới thiệu. Và chúng ta sẽ thực hiện hai hoạt động. Hoạt động thứ nhất là hoạt động nhóm. Mỗi câu trả lời đúng, em được cộng 1 điểm. Hoạt động thứ hai là chúng ta tiến hành hoạt động cá nhân. Và mỗi câu trả lời đúng của cá nhân, em sẽ mang về cho đội chơi của mình 3 điểm. Kết quả chung cuộc thì đội nào có số điểm cao hơn và sẽ giành chiến thắng và được nhận một cái hộp quà bí mật của chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Thể lệ phần khởi động của chúng ta như sau. Mỗi một đội chơi ở trên bàn này, cô đã có hai hộp quà. Trông giống hai hộp quà đúng không? Và nó rất là đẹp. Chúng ta sẽ mỗi một đội sẽ gửi cho cô một bạn đại diện lên chọn một trong hai gói câu hỏi này. Ở trong mỗi hộp quà này là một gói câu hỏi gồm 5 câu. Và trả lời chúng ta sẽ, các em sẽ ngồi tại chỗ, cô đặt câu hỏi và các em sẽ trả lời. Chúng ta chỉ được trả lời một lần. Và khi nào câu hỏi nào các em cảm thấy khó thì các em sẽ bỏ qua. Do đó mỗi câu trả lời đúng chúng ta sẽ được cộng 1 điểm. Và đội chiến thắng, các bạn đấy nhé, đội chiến thắng sẽ là đội giành được số điểm cao nhất và trả lời trong thời gian ngắn nhất. Thế bây giờ để thuận tiện cho cái việc đó là theo dõi cái kết quả của các đội chơi thì cô sẽ cử một bạn làm thư ký và nó xung phong. Cô gửi em. Và để xem xét cả cái quá trình chúng ta làm việc có tích cực hay không thì cô cũng gửi các nhóm, các đội chơi một cái bảng đánh giá. Ở đội thứ nhất, cô nhờ một bạn nữ sẽ làm thư ký và em quan sát thái độ làm việc của các bạn cho cô nhé. Chúng ta đã có tất cả những cái dụng cụ cần thiết đúng không để bắt đầu cuộc chơi của mình. Thế bây giờ mời đại diện của hai đội chơi lên trên này. Lấy thích màu nào? Em chọn màu xanh rồi. Em chọn màu. Rồi, trong hộp chơi này thì chúng ta cũng sẽ biết luôn là thứ tự chơi của các em sẽ như thế nào. Thông vào luôn nhá. Đội xanh số 2, em sẽ trả lời sau. Và đương nhiên, đội đỏ sẽ là đội trả lời thứ nhất. Rồi, mời là hai bạn đội trưởng trở về. Thời gian của chúng ta sẽ là thời gian đếm ngược. Hai đội chơi, sẵn sàng nhá. Đội 1, cố gắng lên nhá. Bước 1, biện pháp thu từ nào được tạo ra bằng cách kể ra nhiều sự vật hoạt động trạng thái trong từ một câu của em? Liệt kê chính xác. Câu 2, gắn cho sự vật sự việc không phải người nhưng đặc điểm trạng thái hành động giống như con người. Chính xác. Câu 3, sau sử dụng biện pháp thu từ gì? Từ triệu kinh lý trần bao lời gây đề độc lập. Bấy nhiêu? Câu này sử dụng biện pháp tương tự gì?
Với bốn câu trả lời đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đồ chơi thứ hai. Gói câu hỏi cho đồ chơi thứ hai. Đồ chơi thứ hai, chúng ta bắt đầu chưa? Rồi. Các em đã trả lời con nhé, chúng ta có thể trả lời và chúng ta cố gắng là sẽ thảo luận, sau đó thì một bạn đứng dậy. Đối chiếu hai hay nhiều sự vật sự việc mà giữa chúng có nét tương đồng để làm tăng sức khỏe. Chính xác. Biện pháp từ từ nào được tạo ra bằng cách thay đổi vị trí thông thường của từ từ ngữ trong câu nhằm nhấn mạnh đặc điểm của đối tượng hoặc cộng đồng cảm xúc? Chính xác. Câu đưa ra sử dụng từ pháp từ từ gì? Quê hương là trường cưới hỏi trong các trò hái lớn này. Quê hương là trường cưới hỏi. Chính xác. Câu 4. Câu đưa ra sử dụng từ pháp từ từ gì? Chú bé bất chấp cái sắc xinh xinh, cái chân phát phát, cái đầu tinh tinh. Chú bé bất chấp cái sắc xinh xinh, cái chân. Chính xác. Câu cuối cùng. Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều, tóc dài im tịnh rất treo leo. Sử dụng từ pháp từ từ gì? Oh, yeah.
trong lớp này em đã chọn được thành viên để tham gia chơi cùng chơi thì của chúng ta chơi cái thật thi của chúng ta chưa? Hai bạn đã treo hai cây tri thức rất đẹp đúng không nào? Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ tìm đúng vị trí của những con chữ đúng không? Và trò chơi của chúng ta, tôi sẽ đặt cho nó một cái tên, đó là trò chơi ong tìm chữ. Chúng ta sẽ làm chú ong chăm chỉ. Và bây giờ mời hai thành viên, đại diện hai thành viên của các đội chơi. Đội thứ nhất, rồi cô mời hai em đứng tại vị trí này. Khi nào thời gian bấm thì chúng ta sẽ bắt đầu lên và chúng ta sắp xếp. Cô mời đại diện của đội chơi thứ nhất, cô mời em hai em đi, một bạn nữa. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Chúng ta bắt đầu nhé. Thank you.
là thư ký công bố điểm của hai phần thi. Đội 1 14 điểm và đội 2 15 điểm, chúng ta dành cho các đội. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đến phần thi tăng tốc. Và phần này tôi mong các đội sẽ cất phá hơn nữa vì công việc của chúng ta sẽ khó khăn hơn so với hai phần thi trước. Ở phần thi tăng tốc này, thể lệ của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ có hai vòng tăng tốc. Vòng thứ nhất là vòng khám phá và vòng thứ hai là vòng có thi có tên ai nhanh nhất. Mỗi đội sẽ chia làm hai nhóm nhỏ. Chúng ta cân đối về số lượng thành viên. Phần này các bạn sẽ tự chia nhé. Hai nhóm sẽ làm việc độc lập ở trong phiếu phụ và chúng ta thống nhất kết quả vào phiếu chính. Hai đội chơi sau khi hết giờ, chúng ta sẽ trưng bày sản phẩm cùng lúc, nhưng mỗi đội sẽ lần lượt cử đại diện lên để thuyết trình. Đội 1 sẽ thuyết trình trước, đội 2 sẽ thuyết trình sau. Các nhóm sau khi nghe thuyết trình, các đội chơi sau khi nghe thuyết trình, chúng ta sẽ tiến hành phản biện. Và đội chiến thắng là đội sẽ có nhiều câu trả lời đúng hơn cả. Bây giờ chúng ta sẽ, cô sẽ phát phiếu về cho các bạn. Đây là phiếu tổng hợp của đội 2. Cô gửi đội 2. Và đây là phiếu tổng hợp của đội 1. Cô gửi cho em. Và đây sẽ là phiếu phụ. Mỗi đội chơi chúng ta sẽ có 2 phiếu phụ và chúng ta làm việc độc lập trước nhé. Phiếu phụ của đội 2. Một nhóm này, em sẽ chuyển cho các bạn nhóm bên kia nhé. Em làm một câu cuối, chúng ta sẽ vẫn phát huy tinh thần đoàn kết và chúng ta sẽ tổng hợp kết quả vào trong phiếu chính. Chúng ta quan sát lên trên màn hình, đây sẽ là nhiệm vụ của các bạn. Ở vòng khám phá, các bạn lưu ý cho cô là chúng ta sẽ nhận diện, phân tích tác dụng của các biện pháp tư từ trong một đoạn thơ. Chúng ta sẽ có hai phiếu học tập và phiếu học tập số 1 là dành cho đội 1. Phiếu học tập thứ hai sẽ là dành cho đội 2. Cô gửi các bạn, chúng ta có thời gian 3 phút để thảo luận và ghi kết quả của mình.
chết 500 đô hết rồi. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, nghe, tiếp nuốt, đúng rồi. Ở đây
một điểm. Thứ hai nữa, thì các bạn có biết là các bạn phải thiếu các biện pháp câu từ gì không? Đó là biện pháp câu từ đảo ngữ. Đã bấm 10 sang tiếng chính đó. Trong cái học tập các bạn có thay đổi một chút, cô không để các bạn bị động nữa, cô để cho các bạn tự tìm kiếm và chúng ta bị thiếu một chút. Về cái tác dụng, các bạn đang gọi là tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt chính xác một điểm. Trong biến thành một sinh thể có linh hồn, ngây thơ mơ mộng nhưng phải đối mặt với những đau thương rồi tâm trạng buồn thương, ở đây chúng ta có một điểm tiếp theo. Chuyển đổi cảm giác thành xúc giác, thành sang tính giác, đây bạn mới chỉ dạy tiết kiệm năng dùng từ thôi. Vì vậy điểm của nhóm của đội thứ nhất sẽ là 1, 2, 3, 4 điểm cho phần làm việc của đội thứ nhất. Cô mời bạn là đội thứ hai lên thuyết trình. Chúng ta nhanh chóng thảo luận với
với nhau nội dung bài tập số 3 là phân tích tác dụng của các câu hỏi chu từ trong bài thơ đây thôi vĩ dạ trước nhé. Trong bài thơ đây thôi vĩ dạ trước. Và ai nhanh hơn thì chúng ta sẽ được quyền trả lời. Cái này chúng ta chuẩn bị rồi, tích cực lên. Nào, có bạn nào xung phong không? Khẩn trương nào em. Xung phong đi, chúng ta đang phải chiến đấu để giành giật từng điểm một đúng không? Để cho đội của mình. Đây là tăng tốc mà. Câu hỏi thứ nhất rồi, tôi mời đại diện của nhóm Hạ và đội hai nào. Điểm dành cho đội thứ hai cũng đội thứ nhất là 4
bây giờ chúng ta sẽ như vậy là sau phần thi tăng tốc này, tôi mời bạn là thư ký tổng kết điểm cho cô. Sau phần thi tăng tốc, điểm phần tăng tốc của các bạn là bao nhiêu? À, cả hai đội đang bằng nhau. Bây giờ sẽ là phần gay cấn nhất, phần quyết định nhất. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cuối cùng, đó là về đích. Luật chơi của phần này thì rất đơn giản. Chúng ta sẽ có một mặt là chúng ta sẽ hoạt động cá nhân, phần này sẽ là phần phần doanh nghiệp này. Chúng ta được xem một đoạn video, chúng ta sẽ viết cảm nhận suy nghĩ của mình về một hình ảnh ở trong đoạn video đó. Không quá 5 câu nhưng nhất định phải sử dụng biện pháp cụ từ. Và các thành viên của đội nào hoàn thành xong số sẽ giơ tay trẻ danh quyền trả lời. Và tiêu chí của chúng ta có 3 tiêu chí sau: đúng ngữ pháp, diễn đạt trôi chảy và có sử dụng biện pháp cụ từ. Điểm cho phần điểm tối đa là 3 điểm. Tôi mời các bạn xem đoạn video. Thứ 225 điểm và đội thứ nhất là 22 điểm. Như vậy là chúng
nào của nó đang đợi các em để khám phá phía trước. Và sau bài học ngày hôm nay, quên hy vọng là em sẽ biết phát triển các biện pháp ngôn từ và biết sử dụng các biện pháp ngôn từ đó vào trong việc thực hành các văn bản của mình. Và đây là phần làm việc và phần về nhà của em. Bài tập về nhà.